Dòng chân quý khách hàng đã đồng hành cùng Azershop trong suốt thời gian qua. Kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2015, Azershop lần đầu tiên áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt bán hàng siêu giảm giá vào các khung giờ vàng. Mỗi tuần chỉ áp dụng cho một sản phẩm. Đây là cơ hội duy nhất để sở hữu những sản phẩm với mức giá không thể ưu đãi hơn. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài của Azershop 0839109898 hoặc truy cập vào website azershop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Chương trình rất đặc biệt trên Azershop ngày hôm nay. Chúng tôi cùng chào đón sự kiện hơn 40.000 sản phẩm trong vòng 3 tháng qua. Với những dòng sản phẩm thời trang của thương hiệu Vita Bella được bán trên Azershop, chúng tôi cùng gửi đến quý vị một dòng sản phẩm áo khoác, một dòng sản phẩm vô cùng chất lượng và an toàn cho chị em phụ nữ chúng ta. Đó chính là bộ hai áo khoác đến từ thương hiệu Vita Bella. Chị em phụ nữ của chúng ta có thể quên việc là bôi kem chống nắng nè. Nhưng Thu Hà chắc chắn một điều với quý vị là chị em phụ nữ của chúng ta không thể nào thiếu chiếc áo khoác giữ được tâm lý đó. Ngày hôm nay Thu Hà và Thanh Trang cũng như Azershop muốn giới thiệu đến cho quý vị, đó là những chiếc áo khoác của Vita Bella. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ có 4 màu sắc để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Màu sắc ví dụ như là màu xám anh Trang đang mặc này, màu tím hoặc là màu xanh của Việt hoặc là màu đỏ, màu sắc nào quý vị yêu thích. Vậy thì ngày hôm nay quý vị sẽ được lựa chọn 2 trong 4 màu sắc quý vị nha. Tại sao quý vị phải lựa chọn dòng sản phẩm này trên Azershop? Sản phẩm chất lượng tốt quý vị nha. Chúng tôi đảm bảo khi mà chúng ta giặt rất nhiều lần không bị tù lông, không bị bạc màu quý vị nha. Cô tông 4 chiều co giãn vô cùng thoải mái quý vị ạ. 4 màu sắc để cho quý vị lựa chọn. Bộ hai áo khoác 589.000 đồng mà thôi. Cùng với đó quý vị sẽ được tặng cho mình hai chiếc quần jacket theo phong cách Hàn Quốc. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó sẽ là một bộ dụng cụ làm móng 10 món cá nhân rất là tiện dụng dành cho quý vị. Vậy thì chúng ta mua được 2 mà chúng ta được tới 5 với mức giá vô cùng hấp dẫn, đó là 589.000 đồng. Có 3 size. 3 size cho quý vị lựa chọn nha. Size M, size L và size XL. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với Azershop chúng tôi lúc này 0839109898 hoặc quý vị có thể truy cập vào website azershop.net.vn. Azershop sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý khách hàng. Bộ hai áo khoác Vita Bella với kiểu dáng hiện đại, dễ dàng phối hợp nhiều loại trang phục và phụ kiện khác nhau. Với chất liệu vải cô tông 4 chiều, mềm mịn, thông thoáng, hạn chế tù lông. Đường may chắc chắn, thẳng đều, đẹp từng cm. Che chắn nắng tốt với dáng cổ đứng nón dính liền. Hai tay dài có khoen, có hai túi bên trong rất tiện dụng, chứa được nhiều vật dụng cá nhân như điện thoại, ví, sổ tay, móc khóa, tất cả sẽ bảo vệ tài sản của bạn. Đặc biệt hơn nữa, dây kéo hình chiếc lá, bộ hai áo khoác Vita Bella phù hợp với mọi lứa tuổi. Bộ hai áo khoác thương hiệu Vita Bella bảo vệ làn da cho chị em phụ nữ mức giá không thể rẻ hơn trên Home Shopping. Giá trên Azershop vô cùng hấp dẫn 589.000 đồng mà thôi. Quà tặng bộ hai quần chất thêm nhiều họa tiết quý vị nha. Azershop sẽ giao hàng ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, quý vị còn nhận kèm theo đó chính là bộ dụng cụ làm móng 10 món gồm 3 đồ bấm móng tay lớn, vừa nhỏ, kéo cắt lần mũi, cây nặn mụn, một cây móc tay, một dứa, một nhíp, hai cây lấy khóe. Wow, với quà tặng này thì vô cùng tiện ích quý vị ạ. Bộ dụng cụ làm móng 10 món được làm từ chất liệu thép không gì, bền đẹp, dễ sử dụng, tiện lợi mang theo. Với rất nhiều công dụng như làm sạch móng, rửa móng, bấm móng và nặn mụn, trợ thủ đắc lực mang lại đẹp, khỏe mạnh, sạch sẽ cho việc chăm sóc da và móng cho gia đình bạn. Thời trang sẽ thay đổi gu thẩm mỹ của phái đẹp. Ví dụ như mình nhận được một cuộc điện thoại đến mà tay chúng ta mất thời gian để tháo những phụ kiện như là bao tay, nón, khẩu trang, túi xách ra thì cuộc gọi đến nhỡ mất rồi. Như vậy chưa đủ đáp ứng nhu cầu của quý vị. Và với chiếc áo khoác Vita Bella, quý vị có thể hoàn toàn yên tâm là mình sẽ đẹp hơn nè, sản phẩm chất lượng hơn, những sản phẩm bền hơn nữa. Và thêm nữa là rất tiện lợi cho các chị em phụ nữ bất kể đi đến khu vực nào. Và ngày hôm nay chỉ với 589.000 đồng thôi là mình đang sở hữu một dòng sản phẩm thời trang rất tiện dụng, thời trang và chất lượng tốt nữa. Ngày hôm nay Thu Hà và Thanh Trang muốn giới thiệu
một lần nữa lên cho quý vị, đó là dòng sản phẩm bộ chiếc áo khoác Vitabella của chúng tôi. Vâng, và chúng tôi cam đoan với quý vị rằng dòng sản phẩm này của chúng tôi hoàn toàn chất lượng và phù hợp với mỗi chị em phụ nữ. Quý vị cũng đừng ngần ngại, chúng ta sẽ có 3 size để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn. Vâng, và quý vị có thể dễ dàng nhận thấy được sự khác biệt giữa áo Vitabella thế hệ cũ màu hồng và bên cạnh đó là chiếc áo màu tím thế hệ mới Vitabella mà Thanh Trang đang cầm trên tay ở đây. Đầu tiên đó chính là kiểu dáng quý vị nha. Kiểu dáng suông cho nên là rất tôn dáng. Chị em phụ nữ chúng ta thừa cân một chút xíu, gầy một chút xíu cũng không sao, mặc chiếc áo này lên rất tôn dáng, rất vừa vặn luôn. Chiều dài của chiếc áo này có thể ôm trọn đến vòng 3 của chúng ta. Chúng ta mặc lên rất là năng động và vô cùng trẻ trung, không ngắn như chiếc áo cũ mà Thu Hải đang cầm trên tay. Điểm khác biệt thứ hai nữa đó chính là có cái phần cổ đứng như thế này, 10cm quý vị nha, ôm trọn đến cái vòng cổ của chị em phụ nữ để tránh ánh nắng trực tiếp vào phần cổ của chúng ta sẽ bị sạm. Vâng, và với phần cổ áo của dòng sản phẩm cũ, quý vị có thể thấy đây là phần đệm không có cao. Vì vậy chị em phụ nữ khi sử dụng những dòng sản phẩm này cần phải sử dụng thêm những chiếc khăn choàng, rất là bất tiện. Thêm nữa đây này, chiếc túi như thế này thôi nhưng mà quý vị biết không, rất là sâu để chị em phụ nữ thò nguyên cả một bàn tay vào bên trong để có thể che được bàn tay lúc mà thời tiết thay đổi, cũng như những lúc mà trời mùa đông, để tay vào bên trong túi áo như thế này cũng vô cùng là ấm áp quý vị nha. Áo cũ của Thu Hà đang cầm trên đây, chiếc túi của nó rất là cạn, thì vì vậy trong khi mà chúng ta ra ngoài để những vật dụng cá nhân hàng ngày rất là dễ rơi ra, đúng không Hành Trang? Đúng là như vậy. Sau chiếc áo này dài hơn thì có một cái phần bo bằng khung co giãn tốt quý vị nha. Một cái điểm mà chị em phụ nữ của chúng ta rất là thích ở chiếc áo Vitabella này đó chính là có một cái lỗ nhỏ ở cái phần gấu tay để chị em phụ nữ chúng ta có thể có một ngón tay trái ở đây che chắn được cái phần mu bàn tay của chúng ta, vô cùng tiện lợi quý vị nha. Vâng, và với những dòng sản phẩm cũ thì chúng ta phải sử dụng những chiếc như là bao tay rất là khó khăn. Thêm nữa đó chính là chiếc dây kéo rất là mượt luôn quý vị ạ. Rất là mưa không gian thì kéo nhẹ một cái như thế này thôi là quý vị đã cũng đã thấy bung hẳn chiếc áo của mình ra. Quý vị cùng quan sát bên trong này, thêm một chiếc túi ở bên trong cũng rất là tiện lợi quý vị ạ, khác hẳn với chiếc áo thế hệ cũ không hề có chiếc túi nào bên trong cả. Thiết kế phần phía trước của áo thì cũng đã rất là tiện dụng, còn phần phía sau thì đây quý vị cùng quan sát nha, chính là cái điểm khác biệt ở chiếc nón này đây. Chiếc nón này chắc chắn là rộng hơn chiếc nón của cái chiếc áo thế hệ cũ này, chính vì vậy mà ôm trọn đến phần đầu cũng như là phần mặt của chúng ta, chỉ cần đeo nhẹ một chiếc khẩu trang là chị em phụ nữ rất tự tin khi mà đi ra đường, không sợ bị ánh nắng mặt trời sẽ chiếu thẳng vào khuôn mặt của chúng ta. Hôm nay Thu Hà cũng muốn chia sẻ đến quý vị đó là những chiếc áo khoác thế hệ cũ sau một thời gian giặt thì sẽ xảy ra tình trạng đó là xù lông hoặc có một số áo thì sẽ nhão đi. Đúng rồi. Quý vị hoàn toàn yên tâm với sản phẩm Vitabella với thiết kế cô tông 4 chiều thoáng mát. Và chắc chắn chúng tôi khẳng định 100% với quý vị rằng dòng sản phẩm của chúng tôi khi quý vị giặt sẽ không bị xù lông và bị nhão vải. Chính xác là như vậy quý vị nha. Vâng, kính thưa quý vị, và để chứng tỏ cho sự thông thoáng của dòng sản phẩm chiếc áo khoác Vitabella, quý vị có thể thấy trên tay Thu Hà đó là chiếc áo khoác Vitabella. Và đặc biệt hơn nữa đó là chiếc nón áo như thế này quý vị. Chiếc nón áo 2 lớp. Và bây giờ quý vị cùng quan sát nha. Wow, làn khói đang lan tỏa ra, quý vị có thể thấy được rằng làn khói đang lan tỏa ra và chứng minh được rằng sự thông thoáng của dòng sản phẩm chiếc áo khoác Vitabella của chúng tôi. Đúng là như vậy quý vị nha. Điều đó chứng minh rằng là nếu như chị em phụ nữ của chúng ta di chuyển cả một ngày dài ở bên ngoài, chúng ta cũng không sợ bức bí, chúng ta cũng không sợ khó chịu quý vị nha. Rất là thông thoáng, không hút mồ hôi nữa. Một sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị khi mua một bộ sản phẩm gồm hai chiếc áo khoác Vitabella với hai màu sắc quý vị có thể lựa chọn, thì quý vị sẽ được tặng ngay cho mình hai chiếc quần jogging theo phong cách Hàn Quốc. Cùng với đó, không ngừng ở đó đâu quý vị, chúng ta sẽ nhận ngay cho mình đó là một bộ dụng cụ làm móng cá nhân 10 món. Tất cả mua 2 mà được tặng tới 5 lượng với một mức giá vô cùng hấp dẫn đó là 589.000 đồng. Wow, một mức giá vô cùng hấp dẫn và chỉ có trên iZshop mà thôi. Vì vậy, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chóng nhấc điện thoại của mình lên và gọi ngay cho số tổng đài quen thuộc của chúng tôi 0839109898. Ngoài ra, quý vị vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi www.izshop.net.vn để có thể đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn và phục vụ quý vị khách hàng trên toàn quốc. Sở hữu ngay bộ hai áo khoác thương hiệu Vitabella có 3 size cho quý vị lựa chọn: size M, size L, size XL. Có 4 màu sắc quý vị nha: màu đỏ nổi bật rất hiện đại, màu tím trang nhã, màu xanh của việc sang trọng, màu xám trẻ trung rất xanh điệu. Bộ hai áo khoác thương hiệu Vitabella, người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của chị em phụ nữ.
Mùa 2 áo khoác thương hiệu Vitadola bảo vệ làn da cho chị em phụ nữ mức giá không thể rẻ hơn trên Hot Shopping. Giá trên Asos vô cùng hấp dẫn 589.000 đồng mà thôi. Quà tặng bộ 2 cuộn chất phim nhiều họa tiết quý vị nha. Asos sẽ giao hàng ngẫu nhiên. Bên cạnh đó quý vị còn nhận kèm theo đó chính là bộ dụng cụ làm móng 10 món gồm 3 đồ bấm móng tay lớn, vừa nhỏ, kéo cắt lông mũi, cây nặn mụn, một cây móc tay, một dúa, một nhíp, hai cây lấy khóe. Wow, với quà tặng này thì vô cùng tiện ích quý vị ạ. Bộ dụng cụ làm móng 10 món được làm từ chất liệu thép không gì, bền đẹp dễ sử dụng, tiện lợi mang theo. Với rất nhiều công dụng như làm sạch móng, rửa móng, bấm móng và nặn mụn, trợ thủ đắc lực mang lại vẻ khỏe mạnh sạch sẽ cho việc chăm sóc da và móng cho gia đình bạn. Nhâm chân quý khách hàng đã đồng hành cùng Azershop trong suốt thời gian qua. Kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2015, Azershop lần đầu tiên áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt bán hàng siêu giảm giá vào các khung giờ vàng. Mỗi tuần chỉ áp dụng cho một sản phẩm. Đây là cơ hội duy nhất để sở hữu những sản phẩm với mức giá không thể ưu đãi hơn. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài của Azershop 0839109898 hoặc truy cập vào website azershop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Chào đón sự kiện 40 nhà sản phẩm được bán ra tại Azershop với những dòng sản phẩm thời trang như là đồ lót này, quần chất trên hoặc là đầm này. Thì ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị 589.000 đồng bộ hai chiếc áo khoác. Chưa dừng ở đó còn tặng thêm cho quý vị những phần quà rất là hấp dẫn. Và ngay lúc này đây Thanh Trang nghĩ rằng là chị em phụ nữ của chúng ta nè, không chỉ chọn về kiểu dáng và chất liệu đâu, có lẽ là màu sắc là điều đầu tiên Thu Hào quan tâm sau những thiết kế của nó. So với dòng sản phẩm đó là chiếc áo khoác Vitabella này với thiết kế dài không rộng như thế này, và cùng với đó đó là phần gấu áo được bo ở phía khu vực phía dưới, hoàn toàn tự tin với dòng sản phẩm của mình. Và ngày hôm nay Thu Hà lựa chọn cho mình đó là một chiếc áo màu xanh nhẹ, và để đi kèm kết hợp với sự thời trang đó thì Thu Hà lựa chọn cho mình đó là chiếc áo khoác màu xanh cổ vịt. Kính thưa quý vị, đây quý vị có thể thấy một màu xanh rất là hòa hợp, hai màu sắc này rất là hòa hợp để tạo nên một sản phẩm vừa thời trang vừa tiện dụng cho cả chị em phụ nữ. Với chị em nào không muốn đội gì chiếc nón phía sau lên thì chúng ta có thể kéo cao lên như thế này. Các chị em khi ra ngoài chúng ta không cần phải đeo những cái khăn choàng cầu kỳ, đúng không Thanh Trang? Đúng là và như vậy. Ngoài ra những chị em nào có nhu cầu mà chúng ta đội những chiếc nón áo của mình lên như thế này, ra được rất là rộng nha. Đúng rồi, rất là rộng đây. Chị em có thể thấy được rằng chúng ta chỉ cần kết hợp một chiếc khẩu trang nhỏ nữa thôi là có thể là một bộ trọn bộ sản phẩm rất là tiện dụng cho chị em phụ nữ mỗi khi ra đường. Nhìn Thu Hà ngày hôm nay rất là năng động, rất là trẻ trung này, với một chiếc áo khoác màu xanh cổ vịt như thế nữa. Wow, thật là duyên dáng. Và chưa hết đâu, Thanh Trang nghĩ là chị em phụ nữ chúng ta chọn áo khoác để làm gì, không chỉ che nắng đúng không Thu Hà? Nhiều khi chị em phụ nữ của chúng ta ngồi làm việc ở văn phòng có máy lạnh này, chúng ta muốn giữ ấm cơ thể của mình chọn chiếc áo khoác này cũng vô cùng tiện lợi luôn, và cũng không cần đợi mùa đông, cũng không cần thời tiết thay đổi lạnh lạnh một chút xíu. Nhiều khi á, Sài Gòn á, buổi sáng thì nắng, buổi chiều tối thì mát mát nên lạnh lạnh đúng không? Mình khoác chiếc áo khoác này rồi khi mình đội nó lại như thế này quý vị ạ, vô cùng thời trang luôn quý vị nha. Khác hẳn với một cái hình ảnh mà chúng ta cứ phải mặc một chiếc áo khoác, đội thêm một chiếc nón, xong thêm một chiếc khẩu trang, thêm một chiếc khăn choàng nữa mà nhìn rất là lộn xộn nữa quý vị ạ. Vậy ngày hôm nay với rất nhiều cái sự kết hợp về kiểu dáng rất là hiện đại quý vị nha, có nón rộng hơn này, ôm tròn đến cái phần đầu của chúng ta như thế này, cả phần mặt của chúng ta nữa nha. Khi này Thanh Trang đội nón lại quý vị thấy không, mình chỉ cần đeo một chiếc khẩu trang nhỏ như thế này thôi là đã rất tiện dụng để chúng ta tự tin đi dưới nắng rồi. Và bây giờ thì Thanh Trang kéo xuống cho quý vị cùng xem nha, chiếc dây kéo này vô cùng mượt mà luôn này. Và bên cạnh đó thì Thanh Trang cũng phải chia sẻ đó chính là bên trong có một chiếc túi, chị em phụ nữ của chúng ta dễ dàng để những cái vật dụng có giá trị vào đây, máy tính bảng nè, và bên cạnh đó điện thoại chẳng hạn. Thanh Trang còn để được đó chính là chiếc chìa khóa như thế này nữa. Những lúc mà chị em phụ nữ chúng ta, những chị em nhân viên văn phòng chẳng hạn đúng không, chúng ta đi ăn chúng ta chỉ cần mang tiền hoặc chiếc điện thoại của chúng ta như thế là quá tiện dụng rồi quý vị nha. Và chưa hết đâu, những chị em phụ nữ mà chúng ta hay chạy ngoài đường quý vị ạ, ở chiếc áo này có một cái chiếc lỗ nhỏ như thế này để làm gì, để chị em phụ nữ xỏ ngón cái vào sẽ che chắn đi cái phần bàn mu bàn tay như thế này, che chắn lại và chúng ta không sợ bị nắng ở cái phần mu bàn tay nữa. Như vậy là chúng ta rất là tự tin khi mà sở hữu chiếc áo khoác Vitabella này quý vị ạ. Ngày hôm nay giới thiệu với quý vị 589.000 đồng quý vị nha. Còn ngoài cái màu xanh của Việt cũng như là màu xám Thanh Trang đang mặc đây, quý vị cũng có thấy có màu đỏ nè, có màu tím nha. Bây giờ nói về màu tím đi quý vị ạ, màu tím cũng thu hút quý vị đúng không nào? Không chỉ là màu tím không thôi quý vị nha, mà bên cạnh đó còn có dây kéo này, và bên cạnh đó còn có những cái chiếc viền cổ màu hồng pha nhẹ vào vô cùng bắt mắt nha, mang lại vẻ đẹp rất là nữ tính và duyên dáng
dáng cho chị em phụ nữ. Khi mà chúng ta không đội nón thì quý vị cũng đã thấy chúng ta bỏ ra ngoài cũng rất là thời trang luôn quý vị nha. Một màu hồng rất là ngọt ngào. Điểm nhấn của chiếc áo này đó chính là chất liệu của sản phẩm cô tông co giãn 4 chiều. Thanh Trang vặn chiếc áo này rồi, Thanh Trang kéo chiếc áo này, quý vị cũng đã thấy nè, mình vận động phá một ngày dài luôn nha, mình cũng cảm thấy vô cùng thoải mái luôn quý vị à. Thêm nữa logo này theo rất là đẹp luôn, Vita Bella quý vị à, rất duyên dáng, rất là dễ thương. Vâng, và không ngừng lại với việc chia sẻ ba màu sắc vừa rồi, và ngay bây giờ tôi hãy sẽ chia sẻ đến quý vị đó là dòng sản phẩm chiếc áo khoác Vita Bella màu đỏ mà quý vị đang theo dõi đây. Vâng, chiếc áo khoác Vita Bella màu đỏ với những bạn gái trẻ năng động, và hãy lựa chọn ngay cho mình đó là chiếc áo khoác màu đỏ sang trọng và trẻ trung cá tính. Quý vị cũng có thể thấy đây, đường viền màu xanh rất là trẻ trung. Wow, đây có thể nói là một sản phẩm rất phù hợp cho các bạn trẻ yêu thích sự trẻ trung, màu sắc và rực rỡ. Và kính thưa quý vị, và với dòng sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay đang được giới thiệu cho quý vị với một bộ hai chiếc áo khoác Vita Bella với 4 màu sắc để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn. Chúng tôi sẽ giao cho quý vị hai màu sắc mà quý vị yêu thích. Tất cả mua 2 mà được 5 với một mức giá vô cùng hấp dẫn trên AZShop 589.000 đồng. Vâng, thưa tất cả quý vị, 589.000 đồng thôi nha. Nhưng điều đặc biệt đó chính là chiếc quần shopping được tặng á. Quý vị có thể thoải mái vận động cả một ngày dài luôn quý vị ạ. Mình đi tập thể dục này, mình đi dạo phố cùng bạn bè, mình dễ dàng phối hợp nhiều trang phục khác nha. Mình đi guốc cũng được, mình đi giày thể thao, mình đi dép kẹp cũng được luôn. Và thêm nữa, mình đi tập yoga, mình đi tập thể dục nữa cũng rất tiện lợi luôn quý vị nha. Vâng, thưa tất cả quý vị, nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài quen thuộc của AZ Shop chúng tôi ngay lúc này quý vị nha. Có 3 size cho quý vị lựa chọn, size M, size L và size XL quý vị ạ. Phù hợp với mọi dáng người luôn quý vị nha. Rất tôn dáng, rất hiện đại, phù hợp với phong cách và sở thích của chị em phụ nữ nữa. Bộ hai áo khoác Vita Bella với kiểu dáng hiện đại, dễ dàng phối hợp nhiều loại trang phục và phụ kiện khác nhau. Với chất liệu vải cô tông 4 chiều, mềm mịn, thông thoáng, hạn chế xù lông. Đường may chắc chắn, thẳng đều, đẹp từng centimet. Che chắn nắng tốt với dáng cổ đứng nón dính liền. Hai tay dài có khoen, có hai túi bên trong rất tiện dụng, chứa được nhiều vật dụng cá nhân như điện thoại, ví, sổ tay, móc khóa, tất cả sẽ bảo vệ tài sản của bạn. Đặc biệt hơn nữa, dây kéo hình chiếc lá, bộ hai áo khoác Vita Bella phù hợp với mọi lứa tuổi. Sở hữu ngay bộ hai áo khoác thương hiệu Vita Bella có 3 size cho quý vị lựa chọn: size M, size L, size XL. Có 4 màu sắc quý vị nha: màu đỏ nổi bật rất hiện đại, màu tím trang nhã, màu xanh phổ biến sang trọng, màu xám trẻ trung rất xanh điệu. Bộ hai áo khoác thương hiệu Vita Bella, người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của chị em phụ nữ. Bộ hai áo khoác thương hiệu Vita Bella bảo vệ làn da của chị em phụ nữ, mức giá không thể rẻ hơn trên Hong Shopping. Giá trên AZShop vô cùng hấp dẫn, 589.000 đồng mà thôi. Quà tặng bộ hai quần chất kim nhiều họa tiết quý vị nha, AZShop sẽ giao hàng ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, quý vị còn nhận kèm theo đó chính là bộ dụng cụ làm móng 10 món gồm 3 đồ bấm móng tay lớn, vừa nhỏ, kéo cắt lùm mũi, cây nặn bụi, 1 cây móc tay, 1 rúa, 1 nhíp, 2 cây lấy khóe. Wow, với quà tặng này thì vô cùng tiện ích quý vị ạ. Bộ dụng cụ làm móng 10 món được làm từ chất liệu thép không gỉ, bền đẹp, dễ sử dụng, tiện lợi mang theo. Với rất nhiều công dụng như làm sạch móng, rửa móng, bấm móng và nặn mụn, trợ thủ đắc lực mang lại vẻ khỏe mạnh sạch sẽ cho việc chăm sóc da và móng cho cả gia đình bạn. Nhâm chân quý khách hàng đã đồng hành cùng AZShop trong suốt thời gian qua. Kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2015, AZShop lần đầu tiên áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt, bán hàng siêu giảm giá vào các khung giờ vàng. Mỗi tuần chỉ áp dụng cho một sản phẩm. Đây là cơ hội duy nhất để sở hữu những sản phẩm với mức giá không thể ưu đãi hơn. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài của AZShop 0839109898 hoặc truy cập vào website azshop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Thưa quý vị, và ngày hôm nay Thu Hà và Thanh Trang muốn nhấn mạnh lại chính thưa quý vị, đó là dòng sản phẩm chiếc áo khoác Vita Bella của chúng tôi với 4 màu sắc để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn. Và không ngừng ở việc đó, quý vị thấy đây, những chiếc túi của chúng ta với thiết kế đường may rất là tinh tế. Đúng rồi, đường may rất là đều, rất là đẹp, vô cùng chắc chắn luôn. Quý vị thấy, có thể thấy là đường may rất là chắc chắn và đẹp. Và sở hữu cho mình một chiếc túi tiện dụng thì còn gì bằng nữa, đúng không quý vị? Chúng ta thấy đây, bên trong chiếc áo khoác Vita Bella của chúng tôi còn có một chiếc túi. Quý vị có thể dễ dàng đựng những vật dụng cá nhân và giá trị bên trong chiếc túi nhỏ ở khu vực phía trong chiếc áo khoác Vita Bella. Cả hai bên chúng ta đều có những hai chiếc túi. Và với những đường may chắc chắn và tinh tế như thế này, chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm thời trang không thể thiếu của chị em phụ nữ. Chắc chắn là như vậy rồi quý vị nha. Bên cạnh đó, chất liệu là cô tông phun 4 chiều mà co giãn rất là tốt, thông thoáng nữa. Nói đến đây thì Thanh Trang sẽ làm một thí nghiệm cho quý vị cùng quan sát nha. Rất là dễ thấy thôi quý vị à. Ở đây thì cũng đã chuẩn bị đá khói rồi này. Và bây giờ thì quý vị cùng xem nè, Thanh Trang để cả hai lớp áo
nha, để lên trên đây để cho quý vị cùng quan sát. Wow, quý vị có thể thấy là khói đang lan tỏa qua tất áo của chúng tôi. Đúng rồi, với dòng sản phẩm chiếc áo khoác Vitabella, quý vị có thể thấy được sự thông thoáng của dòng sản phẩm. Đặc biệt hơn nữa với chất liệu cotton 4 chiều và vải da cá, quý vị hoàn toàn yên tâm về sự thông thoáng đúng của rồi. Sản phẩm này. Mình vận động cả một ngày dài luôn thì chị em phụ nữ của chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm, không bị bí bách, không bị khó chịu một chút xíu nào. Ngay từ vẻ bên ngoài thôi, đường chỉ may cũng phải đều, cũng phải đẹp, cũng phải chắc chắn, đẹp từng cm, đều từng cm luôn quý vị nha. Và bên cạnh đó, chất liệu thì lại rất thông thoáng, thấm hút mồ hôi. Chị em phụ nữ chúng ta vận động cả một ngày dài thì cũng cảm thấy vô cùng thoải mái nha. Mình đi du lịch, mình đi picnic được luôn quý vị à. Mặc một chiếc áo khoác Vitabella này đồng hành với chị em phụ nữ trên mọi nẻo đường luôn quý vị nha. Ngày hôm nay mức giá 589.000 đồng, không phải sở hữu một chiếc áo mà là một bộ hai chiếc áo khoác. Mình thích màu nào, màu tím nè, màu xanh cổ vịt, màu đỏ hay là màu xám quý vị nhỉ? Mình thích màu nào mình chọn màu đó. Ba size cho quý vị lựa chọn thì size M nè, size L hoặc là size XL. Giống như Thanh Trang cao 1m64, nặng 52 kg, Thanh Trang mặc size M đấy quý vị ạ. Còn không biết Thu Hà thì sao nhỉ? Vâng, và với thân hình của Thu Hà thì Thu Hà cũng lựa chọn cho mình một chiếc áo size M và màu xanh cổ vịt như thế này. Rất là hài hòa với bộ trang phục của Thu Hà. Chị em phụ nữ trên 30 tuổi thì sao, hãy lựa chọn cho mình một chiếc áo khoác Vitabella màu xám như thế này. Vâng, với màu xám các chị em phụ nữ của chúng ta có thể rất là dễ dàng kết hợp mỗi loại trang phục. Cùng với đó đây quý vị thấy, với phần dây kéo và những điểm nhấn màu xanh đen như thế này đã tạo nên một cái sự hài hòa dành cho dòng sản phẩm Vitabella màu xám. Và không ngừng ở đó, các bạn trẻ của chúng ta thì sao, yêu thích sự trẻ trung màu sắc, các bạn có thể lựa chọn cho mình đó là chiếc áo khoác Vitabella màu đỏ. Màu đỏ trẻ trung và năng động kính thưa quý vị. Với chiếc áo khoác của chúng tôi với phần dây kéo màu xanh như thế này, cùng với đó quý vị có thể thấy là phần cổ áo của chúng ta kết hợp thêm viền màu xanh trẻ trung và năng động. Tất cả sẽ nên tạo nên một sự thời trang hài hòa dành cho quý vị với dòng sản phẩm chiếc áo khoác Vitabella của chúng tôi và màu đỏ sẽ dành cho các bạn trẻ. Mời thưa tất cả quý vị, hẳn nhiên thì chị em phụ nữ của chúng ta rất yêu thích những cái màu sắc phù hợp với phong cách và cá tính của mình nè. Và bên cạnh đó thì như quý vị cũng đã thấy, màu đỏ nổi bật, màu đỏ rất là may mắn. Mình bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và tràn đầy may mắn quý vị nha. Mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui thì chúng ta làm việc cũng hứng khởi hơn nữa. Và thưa tất cả quý vị, nói về sự đồng nhất và sự hài hòa về màu sắc như thế này, áo màu tím, một chiếc áo này chắc hẳn là chị em phụ nữ nào chị Giang nữ tính chắc chắn rất thích màu tím này, màu tím rất là ngọt ngào quý ạ. Phối hợp với màu hồng rất là tươi trẻ quý vị nha. Hẳn nhiên thì không riêng thì chị em phụ nữ dưới 30 đâu, mà trên 30 tuổi cũng rất thích chiếc áo này. Đôi khi thì mình cũng phải thay đổi, đôi khi mình thay đổi để mình làm mới diện mạo của bản thân mình quý vị nha. Mình có thể mặc với quần jean này, váy ngắn này, hoặc là quần sọc, rất nhiều trang phục, không chỉ là giày cao gót hay là những cái đôi giày thể thao hay là những cái đôi giày búp bê đâu, mà ngày hôm nay chị em phụ nữ của chúng ta thích những chiếc áo khoác này thì dễ dàng phối hợp với những trang phục của mình đang có và với nhiều màu sắc khác nữa để kết hợp với những cái màu sắc này cũng rất là hài hòa và đồng nhất. Mức giá ngày hôm nay 589.000 đồng mà thôi quý vị nha. 589.000 đồng sở hữu hai chiếc áo quý vị ạ. Tặng thêm cho quý vị đó chính là hai chiếc quần jogging phong cách Hàn Quốc, mình đi với giày thể thao cũng được, bên cạnh đó mình đi giày cao gót để tôn dáng cũng được luôn, theo phong cách Hàn Quốc rất hiện đại, rất thời trang, chất liệu vung co giãn rất là tốt. Và thêm nữa, mình đi tập yoga, mình đi tập thể dục nữa cũng rất tiện lợi luôn quý vị nha. Ngày hôm nay không cần phải mua quần check-in, sở hữu bộ hai chiếc áo khoác Vitabella là mình đã được tặng hai chiếc quần check-in rồi, và bên cạnh đó một món quà cũng rất tiện ích nữa quý vị ạ. Vâng, và món quà đó sẽ là gì kính thưa quý vị? Đó sẽ là một bộ làm móng cá nhân với 10 món. Chúng ta mua 2 mà được tới tận 5 lần quý vị. Một cuộc chạy đua với thời gian. Ngay bây giờ quý vị hãy nhấc máy và gọi về tổng đài sở hữu dòng sản phẩm áo khoác thời trang đến từ thương hiệu Vitabella. Một sản phẩm chất lượng tốt này. Và bên cạnh đó thì chị em phụ nữ chúng ta không lo khi giặt sẽ bị tù lông. Kiểu dáng rất là hiện đại, dáng áo suông sẽ tôn dáng cho chị em phụ nữ của chúng ta. Mặc được luôn, gầy cũng rất là tôn dáng. Mình sẽ cảm thấy đầy đà hơn quý vị nha. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng đã biết 4 màu sắc để cho quý vị lựa chọn. Vậy thì nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài để sở hữu ngay bộ hai chiếc áo khoác đến từ thương hiệu Vitabella, mức giá chỉ là 589.000 đồng. Vâng, kính thưa quý vị, và kể từ giây phút này quý vị, mỗi lần khi các chị em phụ nữ của chúng ta khi ra đường, chúng ta không cần những như chiếc khăn choàng, khẩu trang hay là những chiếc bao tay cồng kềnh nữa. Quý vị có thể hoàn toàn tiết kiệm được thời gian nè,
tiền bạc với những vật dụng cá nhân đó, mà hãy an tâm khi sử dụng dòng sản phẩm chiếc áo khoác Vitabella của chúng tôi. Sở hữu ngay bộ hai áo khoác thương hiệu Vitabella có 3 size cho quý vị lựa chọn: size M, size L, size XL. Có 4 màu sắc quý vị nha: màu đỏ nổi bật rất hiện đại, màu tím trang nhã, màu xanh của Việt sang trọng, màu xám trẻ trung rất xanh điệu. Bộ hai áo khoác thương hiệu Vitabella, người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của chị em phụ nữ. Bộ hai áo khoác thương hiệu Vitabella, bảo vệ làn da của chị em phụ nữ, mức giá không thể rẻ hơn trên Hòn Shopping. Giá trên A-Shop vô cùng hấp dẫn, 589.000 đồng mà thôi. Quà tặng bộ hai cuộn sách thêm nhiều họa tiết quý vị nha. A-Shop sẽ giao hàng ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, quý vị còn nhận kèm theo đó chính là bộ dụng cụ làm móng 10 món, gồm 3 đầu bấm móng tay lớn, vừa nhỏ, kéo cắt lồng mũi, cây nặn mụn, 1 cây móc tay, 1 rúa, 1 nhíp, 2 cây lấy khóe. Wow, với quà tặng này thì vô cùng tiện ích quý vị ạ. Bộ dụng cụ làm móng 10 món được làm từ chất liệu thép không gì, bền đẹp, dễ sử dụng, tiện lợi mang theo, với rất nhiều công dụng như làm sạch móng, rửa móng, bấm móng và nặn mụn. Trợ thủ đắc lực mang lại đẹp, khỏe mạnh, sạch sẽ cho việc chăm sóc da và móng cho gia đình bạn. Với những chị em phụ nữ trước 30 tuổi có lẽ rất là dễ dàng chọn lựa màu sắc cho mình. Chỉ đơn giản màu nào phù hợp với những bộ trang phục quý vị sẵn có để tiện lợi đi làm nè, đi chơi hay dạo phố, luôn thể hiện được vẻ năng động, trẻ trung và thu hút. Khang Trang đã thay đổi gu thẩm mỹ của phái đẹp nha. Những phụ nữ đã lập gia đình và ở thời kỳ hoàn thiện về nhan sắc như Khang Trang chẳng hạn, cá nhân Trang lại muốn là hướng đến cái vẻ đẹp tối giản, giống như là kiểu dáng của chiếc áo này sẽ khắc phục được những nhược điểm của vóc dáng chị em phụ nữ. Thêm nữa, với những điểm nhấn ở túi áo này, bo tay áo hay phần thân áo rất tiện lợi cho chị em phụ nữ di chuyển ngoài đường cả một ngày. Và thưa quý vị, với hai bộ áo khoác này không đợi trời mùa đông này mới mặc ha, quý vị vẫn có thể mặc mỗi ngày để bảo vệ làn da, tránh nắng nóng trực tiếp hàng ngày, tránh gió mỗi khi thời tiết se lạnh. Mua một lần sử dụng lâu dài, mua để mình cảm nhận được những giá trị tốt nhất về chất lượng của sản phẩm. Và chắc chắn giá trị mang lại khi quý vị sở hữu bộ hai chiếc áo khoác này chính là quý vị có những trải nghiệm vô cùng thú vị khi quý vị đi bất cứ đâu, đi ra ngoài hoặc là đi tắm biển nha. Vậy thì mình phải chọn chiếc áo khoác Vitabella này vô cùng phù hợp luôn. Vâng, cho tất cả quý vị, mức giá thì như thế nào? Tôi mừng vì chia sẻ mức giá này đến với tất cả các khách hàng của AZSHOP. Vô cùng tiết kiệm và rất hấp dẫn nha, 589.000 đồng. Lại có thêm quà tặng cũng rất tiện ích nữa. Nhanh tay nhấc máy gọi về tổng đài của AZSHOP đi nào. Và chúng ta sẽ có 4 màu sắc kính thưa quý vị. 4 màu sắc, màu tím nè, màu xanh cổ vịt, màu đỏ hay là màu xám. Quý vị yêu thích màu nào khi đặt hàng hãy nói với nhân viên của chúng tôi sẽ giao hàng với hai màu sắc quý vị yêu thích. Vì vậy còn chân chơi gì nữa mà không nhấc ngay chiếc điện thoại của mình lên và gọi ngay cho số tổng đài quen thuộc của chúng tôi 0839109898. Chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn và giao hàng miễn phí tận nơi dành cho quý vị. Và xin tất cả quý vị, nói đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Anh Trang và Thu Hà cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe những điều chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị sở hữu những chiếc áo khoác của thương hiệu Vitabella, chị em phụ nữ chúng ta trở nên quyến rũ, trẻ trung, năng động và tự tin hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.